Thưa quý vị và các bạn, chúng ta cùng tiếp tục quay trở lại với thông tin đáng chú ý. Tối ngày 2 tháng 5 theo giờ địa phương, kênh truyền hình REN TV uh, cho biết là những kẻ tấn công không rõ danh tính đã cho nổ tung đường dây xe lửa tại một tỉnh của Nga. Hiện vụ việc thì vẫn đang được tích cực điều tra làm rõ. Theo thông tin sơ bộ, 20 toa xe và một đầu máy xe lửa đã bị trật bánh và lật do sự cố. Vụ việc xảy ra vào khoảng 20 giờ 20 phút theo giờ Moscow, tức là 0 giờ 20 phút ngày 3 tháng 5 giờ Việt Nam, trên đoạn đường sắt đơn, cách nhà ga Senegaskaya không xa. Thiết bị nổ đã phát nổ vào thời điểm đoàn tàu chở hàng từ tỉnh Ryansk đến thị trấn Karachev đi qua. Lực lượng cứu hộ đã có mặt tại hiện trường. Một tàu chữa cháy và hai tàu cứu hộ đã được điều đến hiện trường khẩn cấp. Tập đoàn Đường sắt Nga đã thành lập nhóm điều phối công việc nhằm khắc phục hậu quả vụ nổ. Thông tin về các nạn nhân cũng đang được xác định.